Xin kính chào toàn thể quý vị. Đầu xuân năm mới cho em được gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể đại gia đình quý vị, các bác, các chú, các anh. Sang một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. Sang một năm mới làm ăn gặp nhiều may mắn, thành công. Sau đây em sẽ có một vài clip để giới thiệu đến các bác một số mặt hàng loa vừa là mở hàng đầu năm cũng như là mừng tuổi giảm giá cho các bác. Gọi là mừng tuổi đi, chắc chắn phải giảm giá rồi. Mừng tuổi giảm giá các bác. Những clip trước thì các bác đã xem rồi. Em cũng chất loa nó lên cao ngất rồi, nhưng mà giờ nó cũng chiều rồi. Đến buổi chiều rồi nên em mỗi mặt hàng loa em chỉ đưa ra một đôi. Mỗi một mặt hàng chỉ đưa ra một đôi. Có những đôi loa full bát 40 em chỉ đưa ra một chiếc để cho nó gọn bớt, nó đơn giản bớt đi để tránh nó tồn nhiều đơn hàng, nó dồn nhiều đơn hàng quá các bác xem mãi nó không hết. Để cho nó gọn gọn clip ấy. Thì báo cáo quý vị là sang năm mới rồi thì cũng mọi cái nó cho nó mới mẻ. Thì em sẽ cũng như những clip trước sẽ mừng tuổi như quý vị là hai ngày nay, ngày hôm qua, ngày hôm nay em giới thiệu đấy. Những đơn hàng nào trên 5 triệu em mừng tuổi 1 triệu. Đúng không? Dưới 5 triệu em mừng tuổi 500. Thì vẫn như vậy. Mừng tuổi để chúc cho quý vị mà các bác, các chú, các anh sang một năm mới làm ăn gặp nhiều may mắn, phát đạt, thành đạt, thành công rồi mọi điều mong muốn năm nay sẽ thành hết. Đấy, mà các bác có thành đạt rồi thì các bác kinh tế vững rồi thì các bác mới đi chơi âm thanh rồi mới ủng hộ các em được. Đấy, em cũng nói luôn thì thế cho nhanh. Chứ còn đã bán hàng thì các bác bảo ôi nó xả không lỗ được. Không, xả có những lúc lỗ, có những mừng tuổi là sẽ lỗ. Nhưng mà ngày mai, ngày kia hoặc là năm này, năm sau hoặc bác lại giới thiệu bạn này, bạn kia đến với em. Thì thật ra là bán hàng là phải có lãi rồi. Thì những lúc đó thì các bác lại bù lại cho em. Hôm nay em mở hàng cho các bác, mừng tuổi cho các bác. Cái đấy nhá, chúc mừng năm mới. Tất cả những đôi loa đây sau đây em sẽ báo giá cho các bác rõ ràng. Và tất cả một số mã loa này đều có trên kênh bán hàng rồi. Nên để tránh cái trường hợp bảo là ôi rồi ông Tuấn ông cứ nói xạo nọ kia. Với dòng loa OHM các bác đã biết rồi đúng không? Con loa OHM này trước là 5 triệu rưỡi. Em ơi ra hỗ trợ anh nhấc cái con loa dưới sao nào để mất giá này. Nó đâu? Các bác cứ nhớ là con này là 5 triệu rưỡi hay 5 triệu 6 OHM này. Đối với con OHM này 5 triệu rưỡi nào nó là con số trên em nhớ là 56 thì phải, 56 hay 58 nhỉ? 58. Con này 58 đúng không? 58 hay 56 thì bây giờ em giảm xuống cho quý vị 1 triệu được chưa? Là còn 48, em nhớ là 58 hoặc 56 rồi đấy. Nhá. Thì sẽ còn 48. 4 triệu 8 với dòng loa OHM, dòng loa 2 bát 20 củ từ to nặng này. Được chưa ạ? 2 bát 20. Đó là 4 triệu 8. 4 triệu 8 là OHM 2 bát 20. Báo cáo quý vị là đối với so những phân khúc những đôi loa to như con này thì con này nặng gấp đôi nhưng từ con này. Con này quý vị có thể hát karaoke nghe nhạc xõa đi, đánh tẹt. Quý vị say rượu hát tẹt đi. Phải chơi những con này nó mới đủ lực cho các bác được. Đấy là với OHM 2 bát 20. Sang đến dòng BIK. Thì đối với dòng BIK này. BIK đúng không ạ? Đối với cái dòng BIK này thì nó có hai loại, một loại là 660, một loại là 660 và một loại là 668. Thì model 660 này đang có mức giá là 4.950.000, 4.950.000. Thì dưới 4 triệu là giảm 500 nhá. Em quay phía sau cho quý vị này, hàng này sản xuất tại Nhật Bản này. Này, BIK BS660, công suất 450W một loa, trở kháng 8 ohm, hàng made in Japan, bao hàng xịn, tất cả hàng zin xịn hết cho các bác. Giá cũ là 4.950.000, giá mới bớt đi 500 thì sẽ còn là 4.450.000. Được chưa? 4.450.000. 4.4. Thôi 4.400.000 đi, 50 gì? 4.400.000. Được chưa? 4.400.000. Một đôi này, BK hàng xịn BS660. Thì sang đến bên cạnh nó, đây cũng là BIK. Con này là model là BG S668, có nghĩa đời nó cao hơn con trước. Đời nó cao hơn con trước quý vị ạ. Đời nó cao hơn con trước. Nó cũng công suất 450W một loa, vậy là một đôi là 900W. Hàng made in Japan. Tất cả bao hàng zin, hàng xịn, hàng bãi xịn cho quý vị. Mức giá của em nó là 5.6 triệu. Thì con này nó lại nằm trên mức là 5.6 triệu rồi. 5.6 triệu thì phải bớt 1 triệu thì bây giờ nó chỉ còn có 46. 46 với 44 thì các bạn thông cảm, lấy con nào lấy nhá. 46. Được chưa? Em nhớ là nó trước là 56 hay 58 ấy. Em ơi xem một anh trên list xem nào.
con này 56 thôi kệ đi, 1-200 tùy các bác. Bây giờ thì nó đã là 5,6 triệu thì nó nằm trên số 5 triệu thì phải bớt cho 1 triệu đúng không ạ? Nói đúng phải làm mà. Thì còn 4,6 triệu. 4,6 triệu đúng chưa ạ? 4,6 triệu. 5,6 triệu thì xuống 4,6 triệu. Còn con này là 4,950 triệu xuống 4,450 triệu. Thôi em xuống thêm tí nữa cho nó thích đi. 4,3 triệu đi. Nhá, để cho nó tùy cho bác, 4,3 triệu. Hai con này bao hàng BK, hàng bãi xịn hết. Và tất cả bát 25 từ kép và tất cả logo BK đều được dập trên màng loa hết, kể cả con tép. Từ con tép luôn. Con tép lại thấy, hiểu chưa? Dập trên con tép hết BK và có tem giả hết, hiểu chưa? Đấy, nói như vậy để cho nó dễ hiểu. Sang đến bên đây thì là đó là dòng loa BMB 455. Thì trước khi đi vào với dòng BMB 455 này, báo cáo quý vị là trên thị trường thì có rất nhiều dòng BMB. Nhưng các bác chú ý nhé, BMB 455 có hai loại. Có hai loại. Và BMB 455, đây là con BMB CS 455. Dòng này là dòng 4 tép một loa, có nghĩa là một đôi này 8 tép, 8 tép đấy, quý vị chú ý đấy. Và hàng BMB này chỉ sản xuất tại nhà máy đặt tại Trung Quốc. Nên tất cả các đôi loa BMB nào mà model CS 455 mà các bác thấy Japan, thấy USA hay thấy cái gì đấy thì không có đâu ạ. Không bao giờ có, không bao giờ tìm được. Quý vị chú ý nhé, không bao giờ tìm được. Mà phải là made in China, China. Bởi vì nhà máy nó chỉ đặt duy nhất ở đấy. Cái mức giá với cái loại 2 tép ấy thì nó rẻ. Nhưng với cái loại 4 tép này này, có nghĩa là 2 tép một loa. Hoặc là bây giờ em nói rõ luôn là với cái loại 8 tép và với loại 4 tép. 8 tép là một đôi này 8 tép đúng không? Nhưng mà có nhiều trang trên kênh các bác giới thiệu 455, nhưng mà nó chỉ có 4 tép thôi. Còn con này 8 tép cơ. Con này có mức giá là 5,9 triệu. Thì nó đã ở đầu năm rồi. Thì 5,9 triệu thì đầu năm. Đây quý vị nhìn nhá, 5,9 triệu em ghi xuống đây. Còn 4,9 triệu này, ghi cạnh đây cho dễ nhớ này. 4,9 triệu đầu năm mở hàng đấy. 4,9 triệu được chưa? Ghi luôn 4,9 triệu vào đây cho dễ. Đấy, giảm 1 triệu. Bởi vì em đã nói rồi, nói là phải làm mừng tuổi mà. Trên 5 triệu sẽ mừng tuổi. 1 triệu thì nó sẽ còn 4,9 triệu. Quý vị chú ý nhá. Đây là quý vị chú ý này. Nó có này, đây một con tép này. Đây một con tép này. Đây lỗ thông hơi. Và con bát 25 từ kép. Quý vị chú ý là đây là dòng BMB của em là 4 tép một củ loa. Một đôi loa này là 8 tép. Chú ý hộ. Chứ không nhiều lúc các bác cứ lên nghe cái giới thiệu là BMB 455 hàng bãi xịn. Giá rẻ hơn lại so sánh. Hỏi xem mấy tép đã. Sau hạng quay về với em cho nó dễ. Được chưa? 5,9 triệu giảm 1 triệu còn 4,9 triệu. BMB 8 tép một đôi. Sang đến đây. Đó là đôi loa TS Audio. TS Audio. Vừa mới... Hiện đồ loa TS Audio, quý vị chú ý này. Con này bát 25, tép còi. Con này hát sáng, đánh hay. Con này báo cáo quý vị là chả chê điểm gì, chỉ có chê là cái màu trắng này nó hơi bẩn. Mà màu bây giờ thì quý vị làm phát, thích làm màu gì thì màu nó ra luôn mà. Đây, thì con này em đọc phía sau cho quý vị này. Nó là con TS Audio T10. T10 công suất tối đa 400W. Vậy là đôi loa này có công suất tối đa là 800W. Được chưa? Trở kháng là 8 ohm, độ nhạy 93 dB. Con này thì Dexing in UK. UK, đấy, lỗ thông hơi đặt phía sau. Con này đang có mức giá trên bài là 4,8 triệu. 4,8 triệu thì giảm 500 sẽ còn là 4,3 triệu. 4,3. Chưa? 4,8 giảm tương còn 4,3. 4,3 triệu đôi này. Đôi này bao hát hay bao chất cho quý vị. Đấy. Đấy là đối vào dòng karaoke. Sang đến bên đây nữa. Sang đến bên đây thì đôi loa này các bác đã được nghe và đã có clip khui hàng rồi. Nên em sẽ không khui hàng lại. Bởi vì là cái lô này nó mới về thêm được tổng là 8 đôi. Cái clip đầu tiên em khui hàng thì tất cả những con loa đồng trục, con loa đồng trục bát 40 này. Con đồng trục bát 40 bác chú ý nhé. Con này là con loa của Đức à. Đức 340. Ở đây để em quay ra phía sau cho bác cho nó dễ đấy. Chi tiết là con này em đã khui hàng ra rồi. Khui hàng rồi nên bác nào cần chi tiết khui hàng thì em sẽ gửi clip khui hàng cho nó dễ, cho đỡ phải khui hàng nhiều. Con này to quá. Đây ạ. Từ từ nó nặng. Em mới đỡ này ra cho anh cái, nó nặng quá. Chứ không phải là thích đi những con này được đâu. Nó ngửa đấy, nó tung rơi hết đồ. Úp, khẽ úp xuống một tí. Để anh quay đằng sau logo cho các bác.
Đấy. À, đây là con loa. Con này phải nói là nó là dòng loa đồng trục à. Con này là bác nào cần chi tiết clip này em gửi cho nhé. Vì con này em nhớ là lô trước em bán rồi. Lô trước đó có 4 3 đôi. Bán được à 4 đôi bán được 3 đôi rồi. Còn lô này được về hôm nay còn mấy đôi nhỉ? 4 5 đôi gì đấy. À, tất cả những con này hôm trước em có quay clip rồi. Là công suất max của em nó là 2000 2000W một loa, có nghĩa công suất tối đa chịu đựng tối đa là 2000W một loa. Vậy là đôi này công suất chịu đựng tối đa là 4000W. 4000W. Đấy, từ 500 đến 4500 này. Đến 2000. Chở kháng 8 ôm. 8 ôm. À, bác nào cần chi tiết clip, em sẽ gửi clip chi tiết khui hàng con này cho. Con này hàng chất lắm, hàng khủng luôn, hàng không thể kiếm đâu ra đâu. Nói cho bác không kiếm được đâu, không có mấy đâu. Và hôm trước em đã nói trong clip rồi là tất cả những con này nó đều thiết kế bộ phân tần nằm trong một cái hộp. Hộp phân tần nó được đựng trong hai hộp. Có nghĩa là trong nó trong con loa này có hai hộp phân tần. Một hộp phân tần là dùng cho cái giải bass và một hộp phân tần dùng nguyên cho giải chung và giải tép. Đấy thì trong hai cái hộp phân tần này thì hôm đầu em có quay một cái clip thì em mở ra em thấy một hộp dùng cho giải bass nó bị phồng phồng lên. Thì em cứ nghĩ là chỉ có một con ấy thôi. Nhưng cuối cùng đến giờ nó về đến hơn chục đôi thì con nào cái phân tần bên giải bát nó cũng hơi phồng. Bởi vì là trong phân tần nó đựng cái lượng mỡ hay lượng dầu gì đấy. Có nghĩa là khi mình chạy lâu thì có nghĩa là dùng lâu năm ấy thì cái phân tần nó nóng chẳng hạn. Thì cần cái hộp nhựa nó hơi phồng ra. Thì em cứ tưởng là một con nhưng không phải, mà đôi nào cũng như vậy. Thì chính vì hôm đấy em lại không biết là nó chỉ bị một con mà hóa ra đôi nào nó cũng như vậy. Mà nó cũng chả ảnh hưởng đến chất lượng cả, vẫn hay. Đôi đấy đã có bác lấy rồi, lấy về dùng rồi. Em còn cậy hẳn cái lỗ cho nó thủng ra cho các bác nhìn phân tần bên trong cơ. Đấy, đôi đấy có người lấy rồi. Thì các bác đã biết rồi, bác nào đang dùng thì cho em xin một hai like vào đây để cho các bác ý, hoặc bình luận vào đây giúp em cho yên tâm, cho thoải mái. À, đôi hôm đó nó hơi phồng phân tần thì mức giá lúc đầu là đưa ra đó là 22 triệu 900. Thì em đã giảm đi 2 triệu là do phân tần phồng. 2 triệu do phân tần phồng đúng không ạ? Thì nó chỉ còn có 20 triệu 900. Đó là người khách đấy lấy rồi là 20 triệu 900. Nhưng ngày hôm nay nó lại nằm ở trên cái mức là trên 5 triệu là bớt cho 1 triệu. Nhưng đôi loa này nó lại tận trên 20 triệu thì sẽ bớt cho quý vị. Bây giờ hiện tại là trừ 2 triệu à, nó có cái phân tần nó hơi phồng lên thì nó chỉ còn có 20 triệu 900 đúng không? Còn 20 triệu này. Còn 20 triệu 900 đúng chưa ạ? Nhưng mà 20 triệu 900 này nó lại đang nằm ở cái mức là mừng tuổi đầu năm. Nó lại vượt trên mức 5 triệu, có nghĩa là năm trên 5 triệu thì mừng 1 triệu. Mà đây đến tận trên 20 triệu, em mừng cho 2 triệu. Thì bây giờ nó chỉ còn có 18 triệu nhá. 18 triệu 900. 18 triệu 900. Bởi vì là nó gấp đến 3 4 lần nên nó hơi khập khiễng, bắt buộc phải mừng như thế, được chưa ạ? Trên 10 triệu một chút thì được, đây trên 20 triệu, trên 10 chút thì 1 triệu thôi. Nhưng trên 20 triệu giảm hẳn 2 triệu cho các bác cho thoải mái đi mừng tuổi đầu năm. Còn đối với con loa này, bác nào cần chi tiết thì em gửi clip khui thùng, khui hàng, khui củ loa cho các bác nhìn cho nó ngất ngây luôn. Con này thì không chê được. Đối con này quá nặng quá khủng rồi. Có clip riêng. Còn sang đến đôi loa tiếp theo đó là đôi loa HH. Đôi loa HH này thì cũng rất mong bác nào đã lấy rồi và cũng nhiều bác lấy rồi. Bác đang dùng rồi thì cho em xin một lời bình, một like đi. Riêng hai đôi loa này các bác về hát ngoài trời, hát trong nhà, các bác hát vui, hát bay, hát thoải mái, đánh tẹt ga, đánh vỡ loa cho em được. Cho các bác đánh thoải mái, đánh vút ngàn luôn, chấp hết các loại gió mùa, không phải sợ kìm nén khi có rượu vào. Còn chất âm thì không thể chê được. Một bên loa đồng trục, một bên là dòng loa HH kèm thêm tép còi. Hai con này không thể chê được. Mức giá con này đã đăng trên kênh 13 triệu 8, năm mới 12 triệu 8, được chưa? Đấy, hút ngàn. Hút ngàn cho quý vị thoải mái. Đấy, hút ngàn. À, tiếp theo sang đến đôi loa sạc Vinvega này, hàng vừa về nên chưa xem lít được, chúng em xem lít em báo sau. Hai đôi loa Nga. Ôi đọc đôi loa Nga này đọc méo hết cả mồm. Này. Đọc méo hết cả mồm không đọc được. Rồi. À, đôi loa Nga này và có quý vị là nó là dòng đôi loa toàn giải của Nga Bass 20. Quý vị đọc hộ em xem tên nó là cái gì đây. Ôi giời, tiếng Nga không đọc nổi đâu. Tiếng Nga thì bó tay. Đây, tất cả sơn bằng Vecni hết. Sơn bằng Vecni. Sơn bóng Vecni này. Sơn bóng Vecni hết, được chưa? Đấy.
Em nó đang có mức giá là 8 triệu 9 một đôi này. 8 triệu 9 bây giờ năm mới. Giảm cho quý vị 1 triệu thì còn 79 đúng không? 79 này. 79. Đối với dòng loa Nga này thì em rất ít bán loa toàn giải loa Nga. 79. Một là bần 79, hai là dòng loa này. Khó nói tóm lại là bác nào thích hát văn, thích chơi gì cũng được. 79 thì em giảm cho các bác đi. Thoải mái xuống 72 cho nhanh. Sướng nhá. 79, 72 bởi vì là loa toàn giải của Nga em rất thích nó về, em nghe cũng được. Nhưng mà đối với loa toàn giải của Nga thì em không bán nhiều. Ấy thì nhập về cho nó vui. Nhưng mà thấy nhiều bác đam mê. Hôm trước về được 2 đôi thì cũng đi rồi. Hôm nay lại về được đôi này nữa. 7 triệu 2 cho nhanh. 7 triệu 2. Sang tiếp đôi loa toàn giải của Nga tiếp nữa. Đôi loa toàn giải của Nga tiếp. Đôi này là đôi gì đây? Đôi này là đôi Acoustic gì đây? Acoustic. Có đọc lắm ạ. Dễ em ra phía sau đôi này. Cũng đôi Nga tiếp đây. Đôi loa Acoustic 15AS222. 15AS222 cũng dòng loa Nga. Loa toàn giải. Công suất của nó 15W 40 ô. Đấy, loa Nga đây. Con này hình vuông tất. Con này mức giá 7 triệu 9 thì trên 7 triệu. Giảm xuống cho quý vị 1 triệu còn 6 triệu 9. 68 đi cho lộc phát đi. 68 lộc phát cho nó sướng. Hai đôi loa Nga cho nó bay cho nhanh. Mới cứ thoáng thoáng tay thế nào, cứ thoải mái đi, lộc lá nó sẽ về. Vừa rồi là toàn bộ clip em giới thiệu đến quý vị. Quý vị nào cần clip chi tiết hơn khui hàng hoặc test hàng như thế nào thì đã có bản test rồi, em sẽ gửi cho quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào clip sau ạ. Và báo cáo quý vị là trên kênh này thì em đã giới thiệu rồi. Nhưng có bác nào mà thích lấy những dòng loa khác em đã báo từ trước thì các bác cứ liên hệ. Ví dụ bác thích lấy giải mã, thích lấy âm ly hay thích lấy đôi loa nào mà bác đã biết rồi, các bác cứ báo, không cần nhất thiết em đã phải quay lên đây. Em sẽ bớt mở hàng cho các bác đầu năm. Đôi loa nào cũng được, miễn là các bác đã đang theo